Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Người dân ở nhiều vùng của Nhật Bản, hôm 16 tháng 8 đã được chính quyền yêu cầu sơ tán khi cơn bão Ampin tiến đến bờ biển gần thủ đô. Theo thông tin từ Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC, cơn bão nằm cách Yokosuka thuộc vùng đại đô thị Tokyo 121 hải lý về phía đông nam đã mạnh lên mức bão cấp 4, mang theo sức gió lên tới 212 km một khi di chuyển về phía Bắc với tốc độ 18 km một Bão Ampin đã mạnh lên nhanh chóng trong hai ngày qua, một phần vì nó di chuyển trên vùng nước rất ấm nên có thêm độ ẩm trong không khí để tạo nhiên liệu cho cơn bão. Nó có thể mạnh thêm trong vòng 12 giờ tới, với cường độ bão đạt cực đại khi đi qua Nhật Bản. Tại thành phố ven biển Isumi, một trong những khu vực dự kiến sẽ ứng chịu hậu quả nặng nề của cơn bão vào cuối ngày 16 tháng 8 chính quyền đã đưa ra thông báo sơ tán tới gần 17.000 hộ gia đình, đồng thời kêu gọi người già và người khuyết tật sơ tán. Một thông báo tương tự cũng được đưa ra tại thành phố Yokohama, phía nam Tokyo. Chính quyền ở đây đã khuyến cáo rằng tất cả người dân nên chuẩn bị sơ tán. Cơ quan chức năng đã yêu cầu gần 10.000 hộ gia đình ở một số khu vực gần Tokyo sơ tán. Thành phố Mubara thuộc tỉnh China cũng đã ban hành lệnh sơ tán khoảng 18.500 cư dân. Trong khi đó, hàng chục thành phố khác đã mở các trung tâm sơ tán đặc biệt, khuyến cáo người dân tự nguyện tới tránh trú để đảm bảo an toàn. Theo công ty điện lực Tokyo, do ảnh hưởng của bão, tính đến sáng 16 tháng 8, hơn 2.000 hộ gia đình tại vùng Kanto đã lâm vào cảnh mất điện. Do ảnh hưởng của bão, hãng hàng không INA Holdings thông báo sẽ hủy 281 chuyến bay nội địa và 54 chuyến bay quốc tế dự kiến khởi hành hoặc đến vào ngày 16 tháng 8, ảnh hưởng đến gần 70.000 hành khách. Hãng hàng không Japan Airlines thông báo kế hoạch hủy 281 chuyến bay nội địa, 38 chuyến quốc tế, ảnh hưởng đến khoảng 50.000 hành khách. Du lịch đường sắt cũng bị gián đoạn. 6 tuyến trên mạng lưới tàu cao tốc rộng khắp của Nhật Bản đang tạm dừng dịch vụ giữa một số ga nhất định và cảnh báo về sự chậm trễ trong vận hành do bão, bao gồm cả tuyến Tokaido chính nối Tokyo với Osaka. Các quan chức khí tượng đã cảnh báo rằng một số khu vực phía Bắc và phía Đông Nhật Bản có thể chứng kiến gió dữ dội, biển động, mưa lớn, lũ lụt, lở đất và sông tràn bờ. Họ kêu gọi công chúng thận trọng và luôn chuẩn bị sẵn sàng. Theo JTWC và cơ quan khí tượng Nhật Bản, tâm bão dự kiến vẫn ở ngoài khơi khi nó chuyển hướng về phía đông bắc và di chuyển khỏi Nhật Bản. Nếu nó nằm ngoài khơi và chỉ lướt qua bờ biển, nó có thể chỉ tác động nhẹ đến Nhật Bản, mang theo mưa và gió đến một số khu vực, trong đó có Tokyo. Tuy nhiên, nó có thể có tác động mạnh hơn nhiều nếu hướng di chuyển thay đổi, đưa tâm bão đến gần bờ biển hơn, hoặc thậm chí đổ bộ vào đất liền. Sau khi quét qua Puerto Rico, khiến hàng trăm nghìn người dân tại đây mất điện. Bão Ernesto đã mạnh lên thành bão cấp 2 khi di chuyển về phía Bermuda với sức gió mạnh và mưa lớn, đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng vào cuối tuần này. Theo báo cáo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, NHC, vào lúc 23 giờ đêm 15 tháng 8, theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Bão Ernesto tiếp tục di chuyển về phía bắc, cách Bermuda 660 km về phía nam, tây nam với sức gió 155 km h Dự báo bão sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong vài ngày tới và có thể trở thành cơn bão cấp 3 hoặc cao hơn. Trên thang bão saffir Simpson có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc thậm chí thảm khốc. NHC cho biết, bão Ernesto có thể gây ra lượng mưa lên tới 38cm, nguy cơ dẫn đến lũ quét gây chết người. Nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, Bermuda là quần đảo bao gồm 181 hòn đảo với dân số 64.000 người. Trước đó, bão Ernesto đã hoành hành ở Puerto Rico, vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, gây ra tình trạng lũ lụt, làm hư hại nhà cửa, phương tiện cũng như gây mất điện trên diện rộng. Theo nhà cung cấp điện chính của Puerto Rico, Luma Energy, hơn 725.000 hộ gia đình và doanh nghiệp trong tổng số khoảng 1,5 triệu khách hàng trên đảo không có điện để sử dụng. Luma mới chỉ khôi phục điện cho 300.000 khách hàng. Dù bão Ernesto được cho là sẽ không trực tiếp đổ bộ vào bờ biển phía đông nước Mỹ, NHC dự báo cơn bão sẽ tạo ra sóng lớn và dòng chảy xa bờ trên toàn khu vực. Ernesto là cơn bão được đặt tên thứ 5 trong giai đoạn bão đại Tây Dương năm nay. Tuần trước, cơn bão Debbie đã tấn công bờ biển Vịnh Florida với cường độ bão cấp 1 trước khi gây ngập lụt một số khu vực của bang North Carolina và South Carolina với lượng mưa lên tới 60cm. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, bão gia tăng hoạt động trên khu vực biển Đông có thể cao nhiều hơn so với trung bình các năm, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh dị thường, trái quy luật. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong giai đoạn trên, trạng thái La Nina có thể xuất hiện với xác suất 60 đến 70%. Dự báo cụ thể hơn về thời tiết trong giai đoạn cuối năm nay, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khi khí quyển đại dương chuyển trạng thái nhanh từ nóng sang lạnh, sẽ là yếu tố bất lợi có thể gây ra hệ quả thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do tác động của La Nina, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Trong đó, số cơn bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm. Từ nay đến hết năm 2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 8 đến 10 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có 4 đến 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Dự báo khu vực miền Trung và các tỉnh phía Nam có thể là nơi đổ bộ chính của các cơn bão áp thấp nhiệt đới trong khoảng thời gian này. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, thời gian này cần đề phòng các cơn bão hình thành ngay trên Biển Đông với diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và khả năng đổ bộ đất liền rất cao. Thông tin về thời tiết cực đoan từ đầu năm đến nay, ông Khiêm giải thích, trong giai đoạn chuyển từ pha nóng Enino sang trạng thái trung tính, hệ thống khí quyển toàn cầu có sự biến động lớn và làm cho quy luật thời tiết nói chung trên thế giới cũng như tại Việt Nam có sự xáo trộn, gây ra mưa lũ bất thường hơn. Cường độ mưa rất lớn và xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn nên đã gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở nhiều nơi. Theo ông Khiêm, từ nay đến hết tháng 9 là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ nên vẫn phải đối mặt với các đợt mưa lớn hệ quả nguy cơ gắn liền là lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi nên cần phải cảnh giác ở mức cao tình hình mưa bão ở trung bộ khả năng diễn biến sẽ có nhiều phức tạp đặc biệt nguy cơ lượng mưa nhiều lớn hơn bình thường ở ven biển trung bộ làm tăng nguy cơ lũ lụt và ngập lụt đô thị với lượng mưa gia tăng nguy cơ lũ quét sạt lở đất cũng tăng đặc biệt ở các vùng núi cao nơi có tính chất đất không ổn định ngoài ra một điều gần như chắc chắn là hiện tượng rông lốc cả trên đất liền và trên biển mưa lớn cực đoan thời đoạn ngắn gây ngập úng đô thị sẽ xuất hiện nhiều hơn ngoài ra dự báo năm nay không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 9 tháng 10 miền bắc đón không khí lạnh từ tháng 9 ngoài ra theo dự báo giai đoạn mưa ở tây nguyên và nam bộ kết thúc muộn Sáng 16 tháng 8, một trận động đất độ lớn 6,3 đã xảy ra ngoài khơi cách thành phố Hoan Liên của Đài Loan, Trung Quốc, 34 km. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất có độ sâu chấn tiêu 9,7 km. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại nào. Các tòa nhà ở Đài Bắc cũng rung chuyển vì trận động đất này. Trước đó một ngày, một trận động đất khác có độ lớn 5,7 cũng xảy ra ngoài khơi huyện Nghi Lan của Đài Loan Trung Quốc, có độ sâu chấn tiêu 9 km ngay ngoài khơi bờ biển phía đông bắc thành phố. Trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc, song nhà chức trách cho biết các chuyến tàu điện ngầm tại đây vẫn tiếp tục hoạt động nhưng ở tốc độ thấp hơn. Hiện chưa có báo cáo ban đầu về thiệt hại từ hai trận động đất xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy một ngày này. Cơ quan khí tượng Đài Loan Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ lở đất ở vùng núi sau nhiều ngày có mưa. Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất. Vào tháng 4 vừa qua, một trận động đất được xác định là lớn nhất từng gây ảnh hưởng đến Đài Loan trong vòng 25 năm qua đã khiến 9 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương.